hàng ván tràn dày 6 phân và làm kiểu dáng mẫu mới nhất của cơ sở nhé em. Trương là trương liền khối dày 10 phân, vách cũng là vách liền tấm dày lên tới là hơn 4 phân. Tay vén cong, tay đặc nguyên khối sát cột và ván này, anh chị em nhớ giúp em. Đặc biệt bộ sản phẩm này là cái giá trị nhất là cái ván này nhà em làm lên tới là ván tràn nguyên tấm dày 6 phân các anh nhá. Không chấp thép, vân bèo, tất cả là hàng Vân chọn. Vâng các bạn, và hôm nay thì bên cơ sở nhà em vừa hoàn thiện xong được một siêu phẩm Hoàng Gia chân 16, hàng ván tràn dày 6 phân và làm kiểu dáng mẫu mới nhất của cơ sở nhà em. Thì hôm nay em cũng xin là quay một video clip ngắn ở đây và giới thiệu mọi người và các bác xem hết cái video này, các bác sẽ được mua với một mức giá cực kỳ tốt anh chị em mình nhá. Chiếc bản dài thì các bác phải nhìn thấy giúp em đây, toàn bộ là nhà em đang làm là bản trương, là trương liền khối dày 10 phân, vách cũng là vách liền tấm dày lên tới là hơn 4 phân và làm kích thước là dài là 2m80, sâu là 81 và cao là 1m58 phân là kích thước cả phủ bì. Thì các bác nhìn thấy giúp em toàn bộ là trương nhà em làm là trương đục bằng máy sửa tay kỹ, gỗ đều vắt, được làm ở chất liệu gỗ hương đá đỏ lam phi 100%, hàng vách để trơn, hàng vân veo tuyển chọn các bác nhá, rất là đẹp như này. Và cái mẫu này từ đầu năm giờ nhà em đang bán rất là chạy. Tê là tê thiên thần, tê vén cong, tê đặc nguyên khối sát cột và ván này, anh chị em nhớ giúp em. Đặc biệt bộ sản phẩm này là cái giá trị nhất là cái ván này nhà em làm lên tới là ván tràn nguyên tấm dày 6 phân các bác nhá, không chấp thép, vân veo, tất cả là hàng Vân chọn. Cổ chỉ là cổ chỉ 3 tầng, chân là bản chân 16, vén cong tứ diện làm theo lối là nguyên khối. Tất cả là các nhìn xem này, yếm này nhà em làm vén cong này, tứ diện đó, để trương luôn các nhìn giúp em mẫu mới nhà em này. Yếm dày đến tới là hơn 4 phân. Và bộ sản phẩm em được tỉa hai mặt, anh chị em nhìn giúp em. Mặt sau đục đẹp như mặt trước và toàn bộ là bên cơ sở nhà em làm là hàng tuyển chọn các anh nhá, chọn từ gỗ và chọn vân. Hiện tại bộ sản phẩm này em đang kê hình chữ H và ở đây là sẽ có 3 món ở giữa: bàn và đôn kẹp bàn và một chiếc đôn thất. Bàn đầu tiên xin giới thiệu các bác, em đang làm kích thước là bàn này là rộng lên tới là 84 phân, dài là 1m67 phân và nguyên một cái tấm mặt tràn như này dày 6 phân mà nhà em không làm, không chấp ghép các nhá. Rất là giá trị ở cái mặt như này. Đây các bạn xem giúp em, và đục là đục theo lối là hoa lá tây, rất phù hợp với những dòng sản phẩm Hoàng Gia và vân của nó cực kỳ đẹp các mọi người nhá. Nhà em là vừa mới té qua lớp nước để mọi người nhìn xem vân thực tế sẽ hoàn thiện lên. Ván tràn nguyên tấm dày 6 phân này, không chấp ghép này. Cổ chỉ 3 tầng, chân là chân 16 và bàn thì sẽ có hai ngăn kéo để các bác kéo ra vào đồ. Đôn cái bàn nữa là 3 cái. Đây anh em nhìn tổng quan riêng cái mặt bàn của vân quá đẹp luôn anh em mình ạ. Cạnh chiếc bàn lớn ở đây là sẽ có một chiếc đôn kẹp bàn. Em đang làm với kích thước là rộng là 50, dài 84 phân. Mặt nguyên tấm đấy các bác nhá. Vân đây các bác xem rất đẹp luôn. Cổ chỉ 3 tầng, đôn kẹp bàn đây để các bác kéo ra vào đồ. Chân với yếm đục theo họa tiết hoa tây, rất phù hợp với những dòng sản phẩm Hoàng Gia anh em mình ạ. Và cuối cùng thì là một bộ sản phẩm đây không nào thiếu, là một chiếc đôn thấp để ngồi nhá. Đôn này là rộng 45 này, dài cũng là 45 phân. Toàn bộ là ván tràn nguyên tấm dày 6 phân, cổ chỉ 3 tầng, chân với yếm đục hoa tây và làm theo kiểu dáng mẫu chân mới nhất của nhà em anh chị em mình ạ. Đối diện chiếc bàn lớn là sẽ có hai chiếc ghế đơn, thì anh chị em mình cảm nhận giúp em. Đây là một bộ sản phẩm Hoàng Gia Trương Vương Liệm, mẫu là cũng là mẫu mới nhà em. Trương dày 10 phân, đục tỉa hai mặt, vách xẻ nguyên một tấm dày 4 phân, rất dày luôn các bác nhá. T là T đặc nguyên khối sắt cột. Kích thước ghế đơn đang làm là sâu là 81, ngang là 1m25 phân, cao 1m53 phân. Toàn bộ là cái ván tràn nguyên tấm dày 6 phân. Nó quá giá trị cái mặt tấm như này các bạn. Và sâu trong lòng này em làm lên tới là hơn 60. Chân này là chân 16, làm theo lối là Hoàng Gia nguyên khối, vén cong tứ diện anh chị em mình cảm nhận giúp em. Yếm tiền dày lên tới là 5 phân. Chỗ dày nhất này phải dày tận 6 phân các bạn nhá. Rất đẹp luôn. Hai ghế đơn còn lại này, ghế đơn còn lại kích thước y hệt nhau. Bộ sản phẩm này em đục tỉa hai mặt và toàn bộ là được làm ở chất liệu gỗ hương đá. Gỗ hương đá thì mọi người biết rồi, vân veo nó đẹp, gỗ đèo mò và to gỗ rất là mịn. Tổng quan vừa xong thì em hiện đã giới thiệu xong cho mọi người một cái siêu phẩm Hoàng Gia chân 16, ván tràn 6 phân, gỗ hương đá, hàng VIP. Bộ sản phẩm này thì giá thì đợt trước đang bán là 108.800.000 đồng, thì hiện tại thì bên nhà em đang giảm giá chỉ còn với giá là 98.800.000 là giá hoàn thiện được kỹ hết, bao gồm là tặng đầy đủ là một kính bàn, một kính đôn dày 9 ly này và một bộ combo cây trà được làm ở chất liệu gỗ hương của Lào xịn trị giá 1.200.000 đồng, và em sẽ bao ship cho bản kính là 50 km. Mọi người quan tâm những bộ sản phẩm như này, muốn đặt hàng hãy liên hệ qua số điện thoại hotline của em sẽ ghi trên phần video nhà em hoặc đến trực tiếp cơ sở nhé để xem hàng. Địa chỉ em đang quay ở đây là cơ sở 1 nằm ở cạnh cái xăng Cầu Bài thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, tỉnh Hà Nội. Đấy mọi người qua nhìn thực tế có cả khu vực hoàn thiện sản phẩm này, khu vực sản xuất mộc này, khu vực trưng bày sản phẩm, mọi người qua nhìn. Và các bác mà
xem video của em thấy hay, hãy ủng hộ cho em những nút like, chia sẻ và đăng kênh giúp em. Có những bình luận, có ý kiến gì, mọi người hãy comment lại bình luận để kiến giúp em, để em sẽ cố gắng làm những video sau nhất có thể các bác nhá. Xin chào và gặp lại mọi người những video sau. Xin chào mọi người.